Xin chào bông, cả nhà ơi, trước mặt chúng ta chính là một cái cây mai cúc tư long, còn hay gọi là cúc mười dương. Loại hoa này thì là hoa to lắm cả nhà, hoa này nó tầm khoảng 20 mấy đến 30 mấy cánh nha, và đặc biệt nó là cũng bông chùm chùm như thế này đây cả nhà. Nụ của nó nè, cái nụ của nó to bằng ngón út của em luôn á cả nhà, cho nên là bông của nó nở rất là to. Đây cả nhà nhìn nè, một cái chùm rất là đẹp luôn ha. Đây cây cúc tư long nha, hoa rất là to nha cả nhà. Tầm khoảng 4 ngón tay của em á. Ở đây, đây là cúc bốn lông nha. Đó, ai thích hàng cúc bốn lông thì theo bước chân em để chúng ta cùng xem cây giống nha cả nhà. Rồi, vừa rồi em có giới thiệu với chúng ta, đó chính là mặt hoa của cúc tư long á cả nhà, hay còn gọi là cúc mười dương, quá trời đẹp luôn ha. Rồi, ai thích hàng giống cúc tư long thì hãy liên hệ với em lô này nhé, 100.000 một cây cả nhà. Bên em bao xiết cho chúng ta. Đây là hàng cúc bốn lông hay còn gọi là cúc mười dương. Lô này cây tương đối cứng cáp nhé cả nhà. Ở đây giá là 100.000 một cây. Nếu mà chúng ta lấy 3 cây bên em bao ship nha. Đó, cây đây cả nhà nhìn nè. Đó, bộ rễ đẹp lắm luôn. Ở đây hàng cúc tư long nha cả nhà. Một số cây em thấy nó có một ít nút nụ, chúng ta về có thể test mặt hoa luôn nha. Rồi, ai thích hàng cúc tư long, alo cho chích chè nha cả nhà.